Yêu trước ngày cưới phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion thứ sáu thứ bảy hàng tuần. Em có nói với chị Mai Phương rồi, anh sẽ được xem CCTV. May mà có em, cảm ơn em nha. Dạo này anh khỏe không? Trong nhà có chuyện gì đúng không anh? Có phải là chuyện liên quan đến chị Thư đúng không anh? Ừ. Thật ra anh đến đây cũng là vì chuyện này. Có người muốn đẩy chị Thư vào hoàn cảnh khó khăn. Là chuyện gì vậy anh? Có kẻ nào đó nhắn tin đe dọa chị anh Thư. Khi mà luật sư điều tra thì phát hiện số điện thoại đó được đăng ký là nhân viên của công ty này. Vậy anh đã gọi công an chưa? Anh nghi là người đó có đồng phạm. Anh sợ sẽ rút dây động rừng. Không biết người đó có mâu thuẫn gì mà lại nảy sinh ý định đe dọa chị Thư như vậy. Nếu mà có mâu thuẫn trực tiếp với chị Thư thì hiện tại em thấy không có ai. Nhưng ghen ghét ngầm thì cũng có một số. Vì chị Thư nổi tiếng nhanh quá nên có người ghen ghét cũng là chuyện dễ hiểu mà. Vậy em cho anh vài tên những người mà không thích chị Thư nha. Những người mà em nghĩ là có khả năng làm chuyện đó. Dạ. Nhưng mà chị Thư có ổn không anh? Em không liên lạc được với chị ấy nên lo lắm. Điện thoại của chị Thư bị hư. Có gì anh sẽ đưa số điện thoại mới của chị cho em nha. Với lại anh hai cũng đã đưa chị Thư về từ Tâm Am rồi. Bây giờ chị cần phải tránh xa báo chí. Chứ lại chị cũng muốn tĩnh tâm một thời gian nữa. Chắc là chị Thư phải chịu nhiều áp lực lắm. Có phải là chuyện gì nghiêm trọng lắm đúng không anh? Có gì anh sẽ nói sâu với em nha. Dạ. Dạ, em nghe này chị Phương. Dạ. Chị đợi em chút xíu nha. Anh xuống dưới xem CCTV trước đi. Em nói chuyện điện thoại xong em xuống liền. Dạ. Alo. Vì tin chốt bao bằng thông tin nên không thể cho anh vào phòng. Đây là đoạn ghi hình trong khoảng thời gian anh cần xem. Hôm đó là lễ trao giải nên xe ra bôi nhiều lắm. Đây là người anh cần tìm hả? Anh tìm được chưa? Anh vẫn đang xem thôi, chưa tìm được. Em xem phụ anh nha. Em làm việc ở đây nên dễ nhận diện được người quen. Chắc là không cần đâu. Để anh chép về điện thoại rồi về nhà coi sau cũng được. Với lại em cũng bận mà. À, em xuống dưới đợi anh một chút nha. Nhờ anh gửi cái clip qua cho tôi nha. Xong rồi. Em có thể tự làm một mình được. Chị ở đây đi.
vụ cháy nổ kinh hoàng ở Bà Rịa làm 27 người thiệt mạng. Vào lúc 22 giờ ngày 7 tháng 3 năm 1990 đã xảy ra một vụ cháy thương tâm tại Phước Hải, Bà Rịa. Tình nghi gây ra vụ cháy được cho là một người phụ nữ khoảng 35 tuổi. Hiện tại, người này đã bỏ trốn cùng con gái của mình là bé gái khoảng 8 tuổi. Người phụ nữ khoảng 35 tuổi bỏ trốn cùng con gái mình khoảng 8 tuổi. Biết đâu hồi đó làm chuyện gì đó phi pháp, phạm pháp, rồi bây giờ sợ bị phát hiện ăn cơm tù sao? Tìm thấy rồi chị ơi, bí mật của anh Thư đã bị lộ rồi. Chị nắm được bí mật này, chị có thể hạ bệ của ta mãi mãi. Bây giờ mình không cần phải quan tâm đến tên lưu manh ra sống chết ra sao nữa. Mình đã tìm ra được điểm yếu chí mạng của anh Thư rồi. Vậy thì ra tay liền đi. Chị thấy chưa, em nói rồi, em và chị mà hợp lực lại thì không gì là không thể. Đúng vậy, làm tốt lắm. Mình đi thôi. Em ăn thêm đi chứ. Nếu em cứ như thế này, làm sao anh yên tâm để em một mình ở đây được? Anh à, em nghĩ kỹ rồi. Dì nói đúng rồi đó. Ly hôn là cách tốt nhất để giải quyết tất cả mọi chuyện. Anh đừng cố chấp nữa. Nếu vì chuyện này mà anh ly hôn, thì ngay từ đầu anh đã không kết hôn. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ từ bỏ em đâu. Nhưng mà... anh chắc chắn rằng tên Minh đó vẫn còn sống và đang lẩn trốn ở một nơi nào đó. Bây giờ chỉ cần tìm ra kẻ đã nhắn tin đe dọa em, chắc chắn sẽ lần ra được hắn. Lúc đó mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn. Anh sẽ tìm ra được hắn. Thế cho nên em đừng bao giờ có ý nghĩ ly dị nữa nhé. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Em hãy tin anh có được không? Em chờ lâu rồi phải không? Phải cắt clip rồi mới chép qua được, cho nên là hơi mất thời gian. Không sao đâu. Anh có cần em coi băng ghi hình cùng với anh không? Nhưng mà bây giờ anh có việc gấp phải đi rồi. Lát anh về coi sau cũng được. Về cần gì thì anh cứ gọi cho em nha. Cảm ơn em nha. Thu Mai. Dạ. Em vẫn tiếp tục làm chương trình mà phải không? Em sẽ cố gắng duy trì chương trình cho tới khi mà chị Thư quay trở lại. Vậy được rồi. Anh sẽ yên tâm hơn khi thấy em trên truyền hình. Anh đi nha. Dạ. Em vào đi. Anh về đi, rồi em sẽ vô liền mà. Em thực sự không muốn đi viện khám sao? Đêm qua bụng em đau lắm mà. Không sao đâu mà anh. Chỉ là những cơn co thắt nhẹ thôi mà. Em đừng suy nghĩ nữa. Phải lo cho con đấy. Bây giờ cứ tập trung nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Mọi việc khác anh sẽ xử lý. Anh cũng đừng vì em mà sao nhãng công việc nha. Bố sẽ bực mình thêm đó. Anh sẽ gọi điện cho em. Dạ.
Anh đi nha. Cổ tìm xe hả? Anh cũng xem chương trình này nữa hả? Tôi là fan hâm mộ của anh Thư đó. Coi để ủng hộ cổ. Mỗi lần cổ ra vô đều chào hỏi tôi đàng hoàng lắm. Vậy chắc anh thân với chị Thư lắm ha. Mà anh có số điện thoại của chị không? Trời đất, tôi chỉ là bảo vệ thôi mà. Chứ tôi có thân thiết gì với cổ đâu. Đừng nói mê cổ nha. Không có cơ hội đâu. Cổ có chồng rồi, hạnh phúc lắm. Dạ. Mà cậu làm gì ở đây vậy? À, tôi có chuyện này muốn nhờ anh giúp. Anh có biết người này không? Hôm bữa, buổi lễ trao giải á, má mượn điện thoại của tôi, gọi cho người nhà gấp, tôi cũng cho mượn. Về kiểm tra điện thoại á, không có cuộc gọi hoặc cuộc nhắn tin nào hết. Alo. Em gọi cho chị mấy nay không được. Anh Khoa mới cho em số điện thoại mới của chị đó. Ừ. Điện thoại của tôi bị hư. Tôi không sao đâu. Đừng lo. Anh Khoa mới nói với em là chị bị người ta đe dọa. Nhưng chị đừng lo. Anh đang đi tìm người đó rồi. Ừ. Tôi biết rồi. Em nghe nói số điện thoại đó được đăng ký về một người trong công ty mình đó chị. Thiệt hả? Dạ. Anh Khoa có tới phòng an ninh để coi băng ghi hình. Anh em muốn tìm hiểu lý do tại sao người đó lại làm như vậy. Cô lấy giúp tôi một bản luôn nha. Gửi liền cho tôi được không? Dạ được mà. Vậy để em gửi liền cho chị. Được rồi. Cảm ơn cô. Người của công ty sao? Chị nắm được bí mật này, chị có thể hạ bệ của ta mãi mãi. Có chuyện gì vậy con? Giờ mày gặp con một chút được không? Con có chuyện muốn hỏi mẹ. Nhưng mà có chuyện gì vậy con? Gặp đi rồi con sẽ nói. Mẹ đang đâu vậy? Mẹ đang có việc bận, mẹ đang ở bên ngoài. Vậy về nhà rồi con sẽ nói. Là ai đã làm vậy với mình chứ? Số điện thoại đó được đăng ký về một người trong công ty mình đó chị. Trả lời tôi đi. Sao anh tìm được những thứ này hả? Sao anh tìm được hả? 30 phút nữa không tới thì cả nước sẽ biết cái chuyện xấu xa của em. Hoặc là anh sẽ đưa cái này cho mẹ chồng của em. Là bà ta sao? Là bà ta thật sao? Dạ thưa cô, có người muốn gặp cô. Dạ.
Không khí ở đây dễ chịu thật. Có chắc là ở đây cô sẽ thấy nhẹ lòng hơn không? Sao vậy lại tới đây? Dù sao thì trên danh nghĩa chúng ta cũng là mẹ chồng và con dâu. Cô nói như vậy là hơi xa cách rồi đó. Hải Đăng đâu rồi? Nó về rồi hả? Dạ. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Và có thứ muốn cho cô coi. Cô muốn nói ở đây hay là vào trong? Vion tặng giá ưu đãi 30% vé The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Đừng bỏ lỡ.